Xin kính chào các bác. Ở video clip này em xin tiếp tục lên một số những sản phẩm hàng Mỹ và hàng Nhật và có cả hàng châu Âu. Các bác thì đầu video em xin nhắc một cặp đôi cực kỳ đẹp cho các bác chơi để sưu tầm. Em sẽ nhắc cặp AR4 này. Đó, em nhắc giúp anh cặp AR4 ra đây và em sẽ lót cái vải này. Đó, em sẽ lót cái ni lông này bởi vì cặp này nó đẹp lắm các bác. Em lót một mỗi chiếc lót một cái cho anh. À thì các bác lưu ý là trong thời gian vừa rồi thì bọn em về được rất là nhiều hàng Mỹ cũng như là hàng châu Âu. Thì ở cái video này em sẽ quay một số cái hàng Mỹ và hàng châu Âu, những cái gọi là những cái thứ tuyển thôi, những thứ tuyển cực kỳ đẹp để mà em giới thiệu các bác. Cho anh cái con âm ly Avon lên luôn. Đó, ở trên đấy em. Các bác lưu ý là đây là một cặp loa AR4. Riêng AR4 này thì nó là một dòng gọi là loa nhỏ nhưng mà cực kỳ chất các bác nhá. Loa nhỏ này thì cái chất tiếng của nó, của AR4 thì đây. Đấy, nói đến loa AR4 này thì các bác nhìn cặp này, bọn em đang để nhầm giữa đầu trên đầu dưới. Nói chung bỏ con âm ly ra nha. Để quay ngược trở lại, các bác nhìn này, đầu dưới mà nó đẹp này các bác. Quay ngược lại cho anh. Các bác, nó quá đẹp đi các bác, nó về nó quá đẹp đi. Nên là cái đầu trên đầu dưới nó giống hệt nhau các bác đấy. Nó quá đẹp luôn các bác ạ. Đây các bác. Nó đẹp đến cỡ đấy các bác nhá. Và cặp loa này bọn em mới giật căng thôi. Các bác nhìn keo đấy ạ. Vẫn còn keo đấy các bác nhá. Mới giật căng thôi các bác, lưu ý giúp em. Và để mà kiếm một cặp AR4 mà nó đẹp như cặp này các bác, thường chắc chắn là sẽ rất rất khó các bác ạ. Đẹp các bác nhìn đấy ạ. Không phải tầm thường các bác nhá, cực kỳ dị thường luôn. Đó, rất rất đẹp luôn. Em cũng ngỡ ngàng về vẻ đẹp của nó, các bác nhìn đấy ạ. Con chép của nó đấy ạ. Các bác nhìn, lưu ý giúp em, đây là cái gốm này các bác nhá. Tháo ra phát là không mà có hình này đâu các bác. Còn nguyên bụi của nó các bác. Độ zin gọi là tuyệt tuyệt đối luôn các bác nhá. Còn cái con cái gần này các bác nguyên bụi, các bác nhìn đấy ạ. Nguyên bụi luôn. Các bác nhìn kỹ giúp em. Bên này cũng như vậy đây, cái gốm nó đây các bác. Những cái gốm này các bác nhá, chưa một lần bóc ra luôn. Cái gốm này các bác. Thì cái cặp AR4 ấy là một cặp loa nhỏ Buxell nó các bác. Ở phân khúc loa nhỏ. Nhưng mà cái chất tiếng, nhất là cái trung âm của nó với tiếng tiếng trung, tiếng chép của nó, cái giải cao các bác. Phải dùng từ là ngọt, khó cặp loa nào có thể sánh được các bác nhá. Và với cặp AR4 nó đẹp như này các bác. Các bác có nhu cầu lấy cặp này, em nói luôn giá 12 triệu tròn chẵn. Để các bác giá rất rất gọi là siêu đẹp. Đó, cho một cặp loa siêu đẹp như vậy các bác nhá. Phía sau của loa đây các bác. Hàng vừa về xong. Đó, lúng đỏ các bác nhá. Lưu giúp em. Đó, riêng AR4 này, cặp này là cặp đỉnh nhất rồi. AR4X đi các bác. Đó, cặp AR4X này của nó là đỉnh nhất rồi trong những cái cặp loa nhỏ của AR các bác. Không có cặp loa nhỏ là của AR hay là những dòng loa Mỹ cũng như loa Nhật có cửa so với nó đâu. Để cái, nói chung là cái KLH. Hôm nay em cũng có mấy cặp KLH tí em sẽ giới thiệu. Nhưng thật sự KLH ấy là hay thật đấy. Nhưng mà để mà gặp cái cặp này, tiếng trung của nó thì nó ngọt kinh luôn. Và các bác đánh với cặp loa này với chiếc âm ly Avon, em sẽ có một cặp đôi của nó luôn. Trung bóc giúp anh cái đầu tép này luôn nha. Em có nguyên một cặp đôi của nó là cho bác nào thích nghe tép luôn các bác nhá. Gọi là siêu cổ, siêu hay và siêu dị các bác ạ. Không phải lúc nào cũng mua được những sản phẩm này đâu. Đây là những cái sản phẩm gọi là em quay cho các bác, gọi là không phải lúc nào cũng mua được các bác nhá. Đó, chiếc âm ly Avon model 300. Đó các bác, chiếc âm ly sữa âm tụ. Cực kỳ hay các bác ạ. Volume đây, đó các bác. Và FM của nó đây các bác nhá, FM ở giữa đây các bác. Đó, FM này, đó. FM này các bác, lâu lớt này. Các bác thấy không ạ? Các bác nhá. Thì volume này các bác, volume này, ba lăng này, bát chép này các bác. Đó, tuner, phono. Em nhắc cho anh cái đầu tép bên đây. Chiếc âm ly này thì đẹp xuất sắc rồi các bác nhá. Đó, các bác phía sau đây các bác. Chiếc âm ly này em nói luôn các bác là đây là một trong những con âm ly bé, gọn nhưng mà made in Mexico các bác nhá. Âm ly Mỹ, made in Mexico. Bé, gọn, nhỏ. Đó, các bác đánh AR4 thì đỉnh của đỉnh luôn. Và cặp đôi này nó gần như là sản xuất ra để cho nhau. Từ cái âm ly cho đến loa. Và cái đầu tép này cũng như vậy. Ba thứ này sản xuất gần như là cho nhau. Nhưng mà nó sản xuất ở ba nơi khác nhau. Đó. À, xin lỗi các bác, sản xuất ở hai nơi khác nhau. Loa và âm ly ở Mỹ rồi. Nhưng mà cái âm ly này, nó là âm cái gì nhỉ, cái đầu tép này, nó là của BNO, Bang Evolution các bác nhá. Đó, Đan Mạch. Các bác lưu giúp em. Thì cái đầu tép này, ấy, đầu tép này thì nó là đầu tép, các bác. Các bác nhìn thấy nó đây ạ, đó các bác nhá. Thì các bác có nhu cầu lấy cái đầu tép này, thì em nói luôn, đầu tép BNO này, giá trên thị trường nó dao động nó khoảng độ trên 4 triệu cái đầu này, rất là hiếm các bác nhá. Đấy, mã của nó là Bell 110, đó các bác.
Còn cả cái chiếc âm ly Avon 3 model 300 này made in Mexico này, giá 4 triệu. Con đầu tép này giá là 3 triệu. Các bác cực kỳ đẹp, có hai cái đèn vu ở trên này các bác. Đó, nó xếp với cái này thì nghe tép khỏi phải nghĩ luôn. Đó, với đánh với cặp AR4, các bác nhìn ấy căng của AR4 các bác, ấy căng zin. Đẹp không các bác? Quá quá trời đẹp luôn các bác ạ. Không còn gì để bàn nữa các bác nhé. Góc cạnh của thùng các bác nhìn này ạ. Một cặp AR4X này thật sự các bác quá đáng để sưu tầm luôn. 12 triệu cặp loa này các bác nhá. Kiếm được những cặp loa AR4X siêu đẹp này các bác ạ. Nhấp chung nhấp cho anh hai cái cặp đôi này ra. Và các bác có thể lấy âm ly Avon made in Mexico, âm ly Mỹ. Đánh rất hay luôn, các bác lưu giúp em. Đó các bác, cực kỳ đẹp các bác nhá. Một cặp loa từ trước đến sau, từ sau tới trước nó đẹp. Không đỡ được luôn các bác nhìn này ạ. Đây là phía chân loa các bác. Em phải lót cái này. Rất nhiều bác góp ý là lên sử dụng cái thảm để mà lót hết toàn bộ cửa hàng. Nhưng mà em cũng muốn giải thảm để lót các bác ạ. Nhưng mà hàng nó cứ về liên tục nên không dọn được để mà lót các bác ạ. Thì sắp tới thì cố gắng các bác ủng hộ em để em cho hết bỏ cái đống hàng này. Thì em sẽ giải thảm để cho nó những cái cặp loa mà nó siêu đẹp như vậy thì đỡ phải lót như vậy cho nó xấu các bác nhá. Các bác yên tâm, những cặp loa nó siêu đẹp bọn em sẽ lót như vậy các bác. Đó, sẽ không để xước một vết nào đâu. Còn những cặp loa mà nó đẹp sơ sơ ấy thì bọn em cũng lót, nhưng mà các bác yên tâm, những cái cặp nào mà nó không có cái chân ấy thì bọn em sẽ phải lót. Còn những cặp mà có chân rồi thì bọn em sẽ không lót các bác nhé. Ví dụ như cặp này nó có chân này các bác, nó có cái chân ở phía dưới loa các bác, thì sẽ không ảnh hưởng gì đến thùng loa cả được các bác. Rồi, quay trở lại một chút cặp AR này các bác nhé. 12 triệu. Đó. Sang bên này thì em xin đảo một chút cái đống âm ly Nhật xuất Mỹ. Và đây này, một chiếc âm ly đài Trung Bóc giúp anh cái ni lông phát nhất xuống đây. Con âm ly đài của Kenwood rất nặng luôn, xuất âm tụ. Đấy, con âm ly này đáng thường lẽ ra thì nó mấy năm trước nó có khi lên đến 7 triệu các bác nha. Dòng xuất âm tụ Kenwood. Đó. Xò sắt xuất âm tụ rất là chất luôn các bác. Kenwood KT1400 các bác nha. Quay phía trước lại cho anh. Cực kỳ đẹp luôn, mặt lưng sắt của nó. Và các bác, KT1400. Con này là âm ly đài 108, điện 120V, ABA+B. Chất tiếng của nó đánh AR với những dòng loa KLH kìa. Em có rất nhiều âm ly thuốc độc trong này đánh KLH các bác nhá. Và những dòng loa cổ như đây, cặp Coran hàng siêu hiếm này các bác, 2, 4, 6, 6 đường tiếng các bác. Cặp Coran BX1201 hàng siêu hiếm, ê căng mắt cáo các bác nhá. Ê căng mắt cáo rất đẹp luôn. Đó, cặp này ê căng nó bằng ốc, em tháo một chiếc ở đây rồi. Đường tuyến loa cực kỳ đẹp. Đó, hàng loa đẹp xuất sắc để các bác giá 11.200. Cặp này thì hàng gọi là hàng siêu hiếm. Các bác có thể tìm trên thị trường, có những thời điểm lên đến 17 triệu cặp này các bác nhá. Bát 30. Cặp Coran siêu hiếm luôn. Đó, Coran BX1201 các bác. Cặp loa này rất hiếm luôn, các bác lưu giúp em. Đó, hai con chép kèn, một chép giấy và hai chung giấy, một chung giấy lớn, một con họa chung và một con họa chép và hai con chép các bác nhá. Đó, lưu giúp em. Đó. Bên này thì các bác có thể đánh với những dòng âm ly đài cổ các bác. Nói đến cái con đài cổ này rất là nặng. Em để các bác giá gọi siêu rẻ luôn. 4.500.000 đồng. Giá rẻ gọi là sexy 7 màu các bác nhá. Nói chung con này thì lần này nhập về giá lô nên giá rất là rẻ luôn. Giá rẻ hơn bình thường khoảng hơn 2 triệu các bác. Nhìn đang quay phim con muỗi đốt này các bác. Đánh anh con muỗi phát em. Đó, các bác còn muỗi đốt đấy. Sang bên này nữa. Nói đến muỗi thì các bác lưu ý là ở Hà Nội bọn em đang có dịch sốt huyết này các bác, kinh khủng luôn. Sốt xuất huyết thì ở gần nhà em cũng có vài ca rồi các bác, sợ lắm các bác. Dạo này người ta đánh thuốc liên tục luôn. Bên này tiếp nữa này, săn xui 207 xò sắt, nó đánh loa bốt, bác nào có loa bốt nhá. NEC chữ đỏ các bác. Đó, các bác có loa bốt 301 đâu, siêu hay luôn, đánh vào loa bốt. Đó, hoặc là những dòng loa của Yamaha NS590 này. Đó, cặp NS590 cũng thanh lý các bác luôn nhá. Bát 30 rất đẹp luôn. Đây là phía dưới của chiếc thứ hai thì các bác rất đẹp luôn. Anh em đang để đây để test các bác vừa về xong. 6.8 triệu các bác nhá, giá cực kỳ rẻ luôn. Các bác 6.8 triệu thôi, bát 30, hai viên tinh chỉnh. Đấy, cặp NS600 kiểm âm mình nữa đây các bác. Đó, NS600 chữ đỏ. 7 triệu các bác nhá. Đó các bác, bát 30 hết, gần bằng vải lụa zin nguyên bản. Thì các bác đánh với những dòng âm ly Sansui 207 rất là hay, 3.8 triệu cặp âm ly Sansui này. Nó có cái tai sách thì các bác. Đó, có những con không có nhá, con này có tai sách các bác lưu giúp em. Đó, tùy con rồi các bác ạ. Và bên dưới là em nhắc ra giúp anh phát.
có gì em báo giá cái đấy luôn, quay đâu báo giá đến đấy, bởi vì nó nhiều hàng quá các bác ạ. Và để các bác giá rất tốt coi nhá. Một cái đầu tép săn xui rất là hiếm SC55. Con này sử dụng IC to các bác nhá. Nó sử dụng cái IC tép rất là lớn, tiếng hay lắm các bác. Nó có hai đèn tia này các bác, tiếng rất hay luôn. Nếu bác nào thích những cái đầu tép đẳng cấp thì chơi con SC55 này rất là hay các bác ạ. Giá của nó là con đầu tép này giá của nó là 3 triệu các bác nhá. Đó, 3 triệu, hàng cực kỳ hiếm luôn. Siêu to, siêu nặng các bác ạ. Rất nặng luôn. Nó nặng như âm đi, nhất là cho anh phát. Đó, đầu tép SC55 các bác nhá. Đó, giá là 3 triệu. Ở bên này là con Chio xuất âm tụ sò sắt 7006 các bác. Hàng này thì rất là chất rồi. Giá nó 7006 hay giá thường thường nó khoảng 6 triệu các bác nhá. Để các bác giá 5 triệu 2 được các bác. Âm đi này đánh với những dòng loa cổ các thứ rất là hay các bác ạ. 7006 này các bác còn chơi với những dòng loa Pioneer Chef F7000 này cũng được này các bác. Đó, hay là loa cổ, loa đời cao đều được cả. F7000 này các bác lấy 5 triệu 8 các bác nhá. Có một cặp rất đẹp luôn, thanh lý 5 triệu 8. Đây này, 7006 mà chơi cặp loa Mỹ này các bác. Cặp loa Mỹ Sonic Made in USA. Từ bằng từ trắng các bác nhá. Đó, 8 ohm. À, các bác lưu ý là cặp này có hai vi tinh chỉnh phía sau, thùng gỗ lạng rất đẹp luôn. Và nó có hai con, một con chép kèn, à chép còi, và một con giấy, trung giấy, và một con trung lớn, bát 20, trung giấy 20 luôn, và một con bát 30. Gân vải xếp, tiếng con này thì không thua kém gì 88A, cũng như là 88 trơn các bác nhá. Tiếng rất hay luôn, mà giá siêu rẻ, 8 triệu 6 cặp loa này các bác nhá. Giá chỉ bằng số lẻ của những cặp loa em vừa nói các bác, 8 triệu 6 thôi các bác nhá. Giá rất là rẻ luôn, cặp loa bát 30, rất đẹp. Các bác đánh với Chio 7006 này cực kỳ hay các bác nhá. Đấy, em luôn luôn lên phương án cho các bác luôn trong video để các bác phối ghép. Em nhắc cho anh con chiếc âm đi này ra cho các bác xem kỹ cặp loa này. Cực kỳ đẹp luôn, 6 triệu 8 cặp này thôi. Sử dụng từ nam châm rất hiếm các bác nhá. Nó rất là hay luôn, các bác tiếng khỏi phải nghĩ luôn. Cái bát nó bằng sử dụng gân vải xếp độ nhạy cực cao các bác. Bát 30. Nó từ trắng nhưng mà giá chỉ có 8 triệu 6 các bác, giá quá rẻ luôn. Đây khoảng đánh con săn xui này các bác. Loa săn xui mà rẻ này. Mắt cáo này các bác. Đó, một bát 25, độ nhạy rất cao luôn, từ móng ngựa các bác. Và một chung giấy, một chép còi, lỗ thông hơi phía trước. Con này chính là con săn xui SP150. Siêu siêu đẹp các bác nhá. Các bác nhìn ý giúp em. Siêu siêu đẹp, giá 6 triệu 8 các bác. Nhưng con này gọi là siêu đẹp và siêu hay rồi. Trong phân khúc tiền loa mắt cáo thì nó rất là hay các bác nhá. Đó, bên này nữa có một cặp KLH nữa các bác. Nói đến KLH thì phải nói đến KLH6 các bác ạ. Là những cái cặp loa KLH6 thì các bác nhấc, em nhấc ra kia cho anh. Đó, em có hai cặp các bác nhá. Nhấc ra hai cặp giúp anh. Siêu siêu đẹp luôn các bác ạ. Cặp này cặp thùng thông các bác ơi. Rất hiếm cặp luôn các bác nhá. Cặp thùng thông này. Thì cái cặp thùng thông này nó là dòng chép vàng. Đó, cặp này siêu hiếm luôn. Giá nó khoảng độ 11 12 triệu các bác nhá, riêng KLH6 này. Nhưng em để các bác giá 9 triệu 5. Con gái em các bác. Con gái đi ra để bố làm việc nào. Ra bố làm việc nào. Cặp KLH6 này siêu đẹp các bác nhá. Giá 9 triệu 500 nghìn đồng. Đây các bác. Cực kỳ đẹp luôn. Từng cái vết keo của nó các bác, nó siêu đẹp luôn các bác ạ. Gân này. Và đặc trưng nó rất là mềm các bác, mềm nhũn luôn. Và một con chép. Đó, riêng cái dòng KLH6 thùng thông chép vàng này là dòng KLH6 đắt nhất trong dòng KLH6 các bác nhá. Tiếng của nó thì khỏi nghĩ luôn. Đó, cặp thùng thông này siêu đẹp luôn. Đó, KLH6 các bác. Đó. Đấy, chiếc thứ hai thì các bác siêu đẹp luôn. Đó, cặp thùng thông này siêu đẹp. Giá 9 triệu 500 nghìn đồng thôi. Em để các bác giá rất tốt luôn. Hàng công Mỹ mới về các bác. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Góc cạnh của nó là cứng đét luôn. Không phải bàn về một tí góc nào các bác. Đó, chiếc thứ hai em giật căng này các bác. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, các bác nhìn con chép của nó đấy. Rất đẹp luôn các bác nhìn. Siêu đẹp các bác ạ. Đó, và cặp loa KLH6 này đúng thật sự đáng để sưu tầm luôn. 9 triệu 500 nghìn đồng thôi các bác, nhanh tay các bác nhá. Giá quá tốt các bác luôn. Đó, và bên này cũng có một cặp KLH6 nữa. Nhưng mà dòng này nó là dòng chép lồi các bác ạ. Đây này. Đây dòng chép lồi này. Đó các bác. Đó. Thì dòng này nó sẽ rẻ hơn các bác nhá. Dòng này rẻ hơn và nó sử dụng thùng gỗ lạng. Rất là đẹp các bác ạ. Nhìn những thùng này các bác. Những cặp loa này bọn em bóc, bọn em lấy về thật sự các bác em ngỡ ngàng về độ đẹp của nó luôn. Các bác nhìn góc cạnh của nó đây các bác. Vuốt gọi là đứt tay luôn các bác nhá. Thùng cạnh siêu cứng luôn. Và rất là đẹp. Nó không bị gọi là một tí nào gọi là
Úa thời gian các bác nhé, rất là đẹp luôn. Kiếm những cặp này 8.600.000 đồng các bác nhé. Còn cái cặp KLH này giá cũng bao rẻ luôn các bác nhé. KLH6, đây chung nhất là giúp anh phát. Cặp KLH6 này thì nó là một trong những cặp mà để nhẹ nhàng thôi em. Đấy, các bạn để cho các bạn nhẹ nhàng đây thôi. Đó, rất rất đẹp lắm các bạn nhìn thấy ạ. Siêu đẹp các bạn nhé. Đây là còn chưa lau các bác đâu. Chưa lau các bác ạ. Đây có những con ốc của nó đấy các bác. Nhiều bác bình luận bảo ốc hoen hoen gì thì cũng được kêu hàng đẹp. Cái ốc hoen gì thì em mới khoe. Còn ốc mà để mà đã gọi xào lấu tân trang lại rồi thì em lại không dám khoe các bác nhé. Điều giúp em những cái ốc này này phải gì gì như vậy nó mới đẹp các bác nhá. Đó, nói chung là em có sao em bảo vậy thôi. Bán hàng nhiều khi mình không phải ai người ta cũng có cái tầm hiểu biết nó các bác, nên là có những người ta không hiểu thì người ta sẽ nghĩ là xấu, nhưng có những người ta hiểu rồi thì người ta sẽ nghĩ là đẹp các bác. Ví dụ như em là một người hiểu, em không phải tự nhận đâu, nhưng mà em bán hàng phải biết chứ, thì em sẽ khoe những cái đấy. Người ta bảo xấu thì che, tốt thì khoe, nhưng không ai đi khoe những cái xấu cả. Đó, nhưng mà thật sự đây lại xấu lại đi khoe các bác nhá. Đó, các bác như con ốc này các bác. Phải xấu như vậy mới đẹp các bác nhá. Đó, xấu lại là đẹp. Còn đẹp chưa chắc đã là đẹp đâu các bác. Đó, KLH6 tiếp này. Cặp này thì rẻ hơn các bác nhá, 8.600.000 thôi. Nhưng mà thùng vách của nó thì cứng đét lên đẹp luôn các bác ạ. Thùng vách cứng đét luôn, không một tí vết các bác. Đây, cặp này thì nó lại cũng là KLH6, nó giống hệt thôi. Nhưng mà đôi màu vàng này thì nó sẽ là những cái cặp đặc biệt hơn. Đó các bác, giá các bác, thùng thông sẽ đặc biệt hơn các bác nhé. Đó, cặp này thì chép, nó là chép dòng đây các bác, dòng chép này nó hiếm hơn các bác ạ. Đó các bác, dòng chép vàng, đây là dòng chép nổi các bác nhé. Đó, nói chung là KLH này thì các bác chơi khỏi phải nghĩ rồi, tiếng nó rất là hay. Những năm gần đây các bác thích chơi KLH hơn cả AR cơ, bởi vì cái tiếng trùng của nó các bác, nó ngọt ngào, nó uyển chuyển. Các bác nhìn những con bát gần zin nó rất là đẹp các bác nhé. Những đường keo các bác lưu giúp em, những đường keo zin của nó chưa một lần tháo ra các bác ạ. Nhìn đấy ạ, rất rất đẹp luôn. Giá là 8.600.000 cặp KLH này. Rồi, sau bên này cứ đánh KLH các bác có thể chơi những cái dòng âm đi ở đây. Em có một con Lachman thì các bác, con Lachman đẳng cấp thì các bác, có những dòng loa Mỹ kiểu như JBL nữa các bác. Con Lachman này chung nhất giúp anh con này phát em. Đây nhất, để đây cho anh, để lên đây con này này. Con Lachman này rất nặng, siêu nặng luôn. Con Lachman này mã của nó là Lachman 309 này. Rồi thì những dòng Lachman mặt phay nhôm các bác có thể gặp nhiều, nhưng riêng con Lachman này các bác nhé. Đó, riêng con Lachman này thì các bác có khi cả chục năm thợ bọn em mới ra gặp một chiếc các bác ạ. Đó, và Lachman này thì nó là dòng Lachman này các bác. Số đầm tụ rất là hiếm luôn. Con Lachman này rất là hiếm luôn, cực kỳ đẹp các bác nhé. Phía sau là còn sáng quắc này các bác. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là con này có cầu chữ U các bác nhá. Đó, cầu chữ U main và dây out đó các bác. Và đây là cầu loa, nó chỉ sử dụng một cầu loa duy nhất thôi đó các bác, lưu giúp em nhá. Và ở đây là đường đây này. Nó thật sự các bác, đây là những cái con âm ly em cực lần đầu tiên em gặp luôn các bác. SQ301 các bác nhá, rất là hiếm gặp luôn. Con Lachman này giá 9.500.000 đồng, so với giá ở trên eBay thì rẻ hơn cũng khoảng được gần 2.000.000 các bác nhá. Đó các bác, bóc ra cho anh phát. Và ở trên thị trường Việt Nam thì nói thật các bác, chưa có ai có con này đâu. Chưa có nhà ai có đâu, những con hiếm này các bác. Rất đẹp luôn, hồi gỗ zin của nó siêu đẹp luôn các bác nhé. Siêu siêu đẹp luôn các bác, những con này siêu đẹp luôn. Con Lachman này các bác chơi với loa JBL thì đỉnh của đỉnh luôn các bác nhé. Lưu giúp em những cái dòng Lachman này này, nó chỉ đánh một cái dòng này này, dòng 301 này đánh một cầu loa thôi các bác. Nhưng mà các bác có những cặp loa JBL Bass 30 thứ chơi vào đây rất là hay các bác nhé. Nó rất là hay luôn. Những dòng 4312L100 chép thẳng hàng này, tép chéo đầy đủ các bác, chơi được hết các bác nhé. Những dòng JBL đánh vào rất hay luôn. Và mạch dề của Lachman thì nó đẳng cấp rồi. Trái phải này, bát chép của trái, bát chép của phải này. Đó, cắt tần này, rồi thì bát bốt này, Norman này. Đó, đấy các bác, ba lăng này, volume này các bác. Nói chung là 9.500.000 đồng cho cái Lachman hàng hiếm này các bác nhé. Giá rất là hiếm gặp. Giá này thì ở Việt Nam không có ai có, và em nói luôn giá này so với trên eBay thì em rẻ hơn khoảng độ hơn 2. Nếu mà vận chuyển về đến đây có khi là rẻ hơn 2.000.000 các bác, giá rất là rẻ. Nhất là dành cho anh phát. Nên là em đã cân đối cái giá rồi, có lãi em bán rồi, rất nặng, rất gấu luôn, con Lachman nó hàng hiếm. Sau bên này đây là con Marang, các bác ạ. Con Marang ngửa ra giúp anh phát. Đẹp xuất sắc luôn các bác ơi.
Con ma răng này là ma răng 1040. Đó, đánh AR thì khỏi phải nghĩ luôn. Đánh những dòng loa JBL này, dòng loa Nhật này, thì dòng loa Belvox này, các bác em có một cặp Belvox đây này. Belvox 3720, cặp này không nhớ giá nữa nhưng cặp Belvox siêu đỉnh các bác nhá. Cặp Belvox Bookshell, cặp này rất hiếm luôn. Đó, một con chung giấy này, nó kẹp ở đây này các bác, không phải bắt ốc đâu. Đó, một con chép, là con chép rất là hay của dòng Belvox 45 rồi các bác. Một con bát, đó, bát 20. Đây là con Belvox này, mã nó là 3702. Những con chép này sử dụng chung với chép của Belvox S45 này. Và cái con chung này thì cũng khả năng sử dụng chung cũng gần giống. Đó, con bát này thì giống của Belvox, giống dòng bát của Belvox M70 sao thì các bác. Nói chung là dòng Belvox này thì nó là dòng đang đỉnh cơ đỉnh rồi các bác. BNO mà. Đó, Bang Evolution mà các bác. Đó, BNO mà các bác. Hàng đỉnh các bác nhá. Cặp Belvox Bookshell này thì em cũng không nhớ giá nữa, bắt đầu lấy cái cặp Belvox này thì nhắn tin cho em các bác nhá. Đó. À, thì cái con ma răng này có đánh với loa Mỹ này, rồi loa JBL này rất là hay các bác. 1040 ma răng nhỏ của võ đây. Hồi cũng rất đẹp luôn. Đó, bát chép này, nó vậy thôi nhưng tiếng nó hay lắm các bác. Tiếng hay và rất là lực các bác nhá. Khó có dòng âm ly nhỏ gọn nào mà đánh được nó các bác, sánh được với những dòng ma răng nhỏ này. 1040, 1090, 1070. Rất là hay. Em đủ cả 3 mã luôn. 1040 này giá 7.3 triệu các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Đó các bác, hồi gỗ. Quay lại cho anh này. Phía sau đây. Cho các bác. À, con này 4 đến 16 ohm, hai cầu AB cộng B. Đó. 80W các bác nhá. Đó. Bắt đầu thích chất lượng mà nhỏ gọn đây các bác. À, sang bên này có một con Sansui 2000A các bác ạ. Nhấc lên để đây cho anh phát. 2000A giá 10 triệu đẹp xuất sắc các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn, giá 10 triệu các bác. 2000A đẹp xuất sắc luôn. Giá 10 triệu. Sansui 2000A các bác. Sansui 2000A giá 10 triệu các bác nhá. Đó. Giá bao tốt nhất thị trường các bác luôn. Đó, những con âm đi Sansui 2000A phía sau đây. Phía sau 4 sò sắt Sanken. Công suất của nó là 2000A thì các bác đánh thoải mái những dòng loa nó như 2000X các bác, chả thua kém gì đâu. Đấy các bác, cầu chữ U này. Đó, và phía sau nó ghi ở đây là nó không ghi watt đấy các bác ạ. Đó, đa cầu điện các bác nhá. Con này đa cầu điện. Đó, các bác thích chuyển điện 220 em sẽ chuyển cho bác điện 220 đó các bác. Đa cầu điện. Và bên này đây, có con Onkyo chữ ký nữa đây các bác. Đây, dòng này là dòng siêu hay của dòng Nhật Bản rồi. Giá mềm. Âm đi giá mềm mà lại siêu hay thì chỉ có tìm đến dòng Onkyo chữ ký. Rất nhiều bác hỏi con này trong thời gian vừa qua nên em hết hàng các bác. Onkyo 755 hai là mã gạch 100 các bác nhá. Lưu giữ hai là mã không phải trơn đâu các bác. Quánh 4 sò sắt lớn phía trong. Đó, đây là những dòng chữ ký nguồn cực kỳ to. Quánh cặp loa bát 30 thoải mái luôn. Những cái cặp Koran này hay là những cái cặp Yamaha này, hay là quay ngoắt sang những cặp CSA99 kìa. Đó, hay là những dòng loa Belvox này, loa AR này, loa KLH này. Đó, hay những dòng mắt cáo khung tranh, nói chung là 88A, đó, 77A. Chơi cực kỳ ngon luôn các bác nhá. A755 hai la mã này, nói chung tiếng nó hay lắm các bác. Dòng chữ ký của Pioneer của Onkyo này nó sử dụng cái kết hợp giữa kỹ sư của người Đức với kỹ sư Nhật Bản để tạo lên cái dòng Onkyo này các bác ạ. Thiết kế rất là châu Âu các bác nhá. Đấy, giá 5.200.000 đồng, bình thường nó khoảng 5.800.000 các bác nhá. Em cố gắng bán giá rất xuống rất thấp cho các bác luôn. 5.200.000 đồng, siêu nặng siêu gấu luôn đó các bác. 755 các bác, hồi 722 các bác nhá. 755 gạch 100 các bác lưu giữ em. Đó, siêu đẹp luôn. Hồi gỗ hai bên cực kỳ đẹp các bác. Đó, sò sắt ruột bên trong mới đét luôn các bác. Mặt lưng giả da các bác. 5.200.000 đồng, 755 hai là mã gạch 100 được các bác. Đấy, con Chio 7006 này giá rất tốt đấy các bác. Đó. Đấy, 7006 này giá của nó có 5.200.000 được các bác nhá. Cũng so sắt. Em bóc ra cái này cho anh. 7006 này đánh với những cặp F7000 này, những cặp bát 30 này thoải mái luôn. Đó, các bác thích ngon bổ rẻ những cái cặp những chiếc âm ly đẳng cấp của Chio này. Nói về số âm tụ những con này rất là hay cơ. Đầu 7006 là rất là hay rồi các bác. Quay lại phía sau cho anh phát. Dòng này chơi 3 cầu loa ABC các bác nhá. Rất là lực luôn. Lưu giúp em 3 cầu loa ABC cầu chữ U. Nói chung là để các bác giá 5.200.000 đồng. Giá siêu siêu tốt luôn các bác nhá. Đó, bình thường nó khoảng 6 triệu cơ các bác. Lưu giúp em 6 triệu, hơn 6 triệu được các bác.
Và đây nữa, sang bên này là con ma răng 1070. Đó, ma răng 1070 này là một trong những con cũng là thuộc những con âm ly ma răng siêu hay luôn. Bát min chét 3 giải các bác nhá. Con âm ly ma răng 1070 này đẹp xuất sắc, hồi gỗ luôn. Giá của nó là giá là bao nhiêu tiền nhỉ? Vừa ghi giá đây rồi. Đây các bác, 8.600.000 đồng các bác nhá. Đó, siêu đẹp luôn, 8.600.000 đồng các bác, cực kỳ đẹp luôn. 1070 đánh JBL với những dòng loa AR khỏi nghĩ luôn, hay những dòng loa châu Âu, loa Mỹ, loa Nhật các bác nhá. Các bác rất rất hay luôn. Những dòng 1070 này là những dòng âm ly đẳng cấp của ma răng các bác. Đó, con đi ra cho bố làm việc nào. Đấy, sau bên này là con Yamaha đài 4.500.000 các bác. Con này cách đây khoảng mấy 2 tháng trước em có một con các bác. Đó, CS70 các bác nhá, vẫn để các bác giá rất là tốt. Gấu đẹp mà rẻ, Yamaha lút lâu lớn này. Đó. Con này của nó là dòng quay lại phía sau cho anh Phát. Âm đi đài các bác nhá, nó có cả giờ của nó đấy, nó có cả giờ luôn. Các bác cắm điện là nó chạy giờ luôn các bác. 100V, đó 125W. Các bác. Dòng này thì nó lại sử dụng rắc loa bằng kiểu này các bác nhá, nên các bác phải đúc cái em sẽ chế các bác luôn. Đó. Rắc loa em sẽ chế các bác cái dây ra đây. Đó, các bác rắc loa kiểu này các bác nhá. Quay lại cho anh Phát. Hàng dị các bác ạ. 4.500.000 đồng các bác nhá. Cái các bác cắm điện, đây là cái này em lau được các bác nhá. Các bác cắm điện thì cái đồng hồ nó sẽ chạy các bác. Đồng hồ nó sẽ chạy này. Chỉnh giây, chỉnh phút này. Đó, các bác chỉnh giờ này. Đó, các bác chỉnh giờ các bác nhá. Đó. Thì con này bát chép ba lăng này. Đó, vẫn là những cái tính năng cơ bản của âm ly đài thôi. Volume đây. Giá 4.500.000 các bác nhá. Đó, size của nó size 45. Đánh với những cặp loa Nhật, loa Mỹ đều ok cả các bác nhá. Đó, bát 25, bát 30 chơi ngon được. Đó, nhất là giúp anh Phát. Ở dưới là con săn xui 2000 trơn. Đấy, bóc ra cho anh. Con này bác nào lấy thì em để các bác giá cực kỳ rẻ luôn. Săn xui 2000 trơn. Đẹp xuất sắc các bác nhá. Săn xui 2000 trơn này bác nào lấy thì để các bác giá là 6.800.000 đồng. 2000 trơn. Siêu rẻ luôn. 6.800.000 đồng. Cực kỳ đẹp. Em nói luôn các bác nhá. Hơi bị sức một chút ở đây các bác. Đây, nhìn thấy không ạ? Hơi bị sức một chút xíu ở đây. Nhìn thì không biết đâu các bác. Đó. Đây, mặt này hơi sụp một xíu này các bác nhìn thấy ạ. Nhìn thấy không ạ? Đó, một xíu này thôi các bác nhá. Nhưng mà nó sẽ không thấy được đâu. Các bác bình thường các bác không thấy đâu. Giá 6.800.000 thôi. Giá rẻ hơn được cả hơn 1 triệu các bác nhá. Đó, 6.800.000 con 2000 trơn này. Ở dưới đây có con Victor GS8 này. GS8 này. Đó, đàn em một GS9 này. Cũng gần như là cuối số rồi. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Con này các bác nào lấy thì để các bác giá là 5.900.000 đồng. GS8 các bác. Để giá rất tốt luôn, GS8. Hàng này tiếng hay khỏi nghĩ luôn. Tiếng của nó thì thật sự quá đỉnh luôn. Con GS8 với GS9 thôi nhá. Hay cực đỉnh luôn đấy ạ các bác. Đó. Và Onkyo 722, à 755 trơn. Các bác về một con cũng rất là đẹp luôn. Bác lấy để các bác giá con này là 3.800.000 đồng. Đó, giá thật sự các bác rẻ như âm ly cỏ luôn. 755 các bác nhá. 4 so sắt, nguồn cốt, xuất âm tụ, tiếng rất hay luôn. Đánh loa toàn giải đồng trục hay những dòng loa mắt cáo này các bác. Đó, hay là những dòng loa KLH này, AR này. Nói chung là rất là hay. 3.800.000 thôi, hồi gỗ đẹp xuất sắc các bác nhá. Đó, em nhấc giúp anh Phát. Em nhấc đây, con này này. Em nhấc em bóc ra giúp anh Phát. Để cho các bác xem cái độ đẹp của nó các bác nhá. Đó, ngoài ra thì em có cặp loa Philips này các bác. Các bác đánh với cái con này các bác, cặp loa Philips rất là đẹp luôn. Philips 484, 5.800.000 đồng cặp loa này. Bình thường nó khoảng trên 7 triệu ông nhé, cặp loa Philips này, cặp loa châu Âu. Đó, cặp loa Đức Philips các bác nhá. 5.800.000 đồng. Rất đẹp luôn, các bác lưu ý giúp em. Đó, trước với sau nó đẹp như nhau các bác. Đây là Philips của nó các bác. Đó, nó đẹp như nhau, em để nhầm luôn. Các bác, để em sẽ để quay lại các bác xem. Rồi, sẽ quay lại các bác xem nhé. Nó rất là đẹp luôn các bác. 5.800.000 đồng các bác nhé, rất đẹp luôn. Loa đối xứng các bác nhé. Đó. Rất đẹp. Đó. Đây các bác đánh với cái con Onkyo 755 này này.
với cặp loa Philips đó cũng rất là hay. Dòng này thì nó là một trong những dòng âm ly rất là hay của Onkyo cổ, mà lại giá lại rẻ các bác, có 3,8 triệu các bác nhanh tay. Những con này bình thường đáng nhẽ ra là 4,8-5 triệu cơ. Đó, em lần này em về giá rất tốt luôn các bác, em để các bác giá rất 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 rẻ luôn, rẻ cả triệu luôn. Hai cầu loa này, nó bốn sò sắt lớn các bác nhá, đó bốn sò sắt lớn, linh kiện còn rất đẹp bên phía trong các bác, đó bốn sò sắt lớn nguồn cốt, đó rất rất đẹp luôn, hồi gỗ đẹp xuất sắc, mặt mũi đẹp xuất sắc luôn. 3,8 triệu thôi các bác, giá cực kỳ rẻ. Ở đây em có một cặp loa G5 bao lấy để các bác giá thanh lý là 7,6 triệu đồng cặp G5 mình các bác nhá, giá lỗ vốn của em thanh lý luôn đó. Bộ 701 có cả súp điện các bác, bao lấy thì để các bác giá thanh lý luôn, giá thu hồi vốn đó. Bán robot vừa rồi bán thì gần hết rồi, còn cặp bộ 701 này thì đẹp xuất sắc luôn, để các bác giá là 14 triệu các bác nhá, 14 triệu giá thu hồi vốn đó. 14 triệu cặp 701 này nó có hai con bát trước và sau và một con súp 20 ở dưới đó các bác, một con chép đánh siêu hay luôn các bác, siêu lực luôn. Các bác có thể lấy những chiếc âm ly kiểu như ma răng này này đánh nó được nhé, ma răng PM50 này, hay là những dòng âm ly kiểu như thể là săn xui 507 mặt gương này đó các bác. Con 507 này giá có 3,6 triệu này, con PM50 này cũng 3,6 triệu luôn. Đấy, bằng tiền nhau các bác, hai con này đánh bốt rất là hay các bác nhá. Bốt 701 đấy không cần âm ly khỏe đánh các bác, nó có súp rồi, các bác chỉ cần các âm ly chơi được hai con loa bát 20 ở trên nó thôi, và một con chép này đó các bác. Hai con loa này thực tế nó là loa trung và loa trung trầm đó, và một loa siêu trầm ở dưới, nên không cần âm ly khỏe các bác nhá. Đó, tiếp nữa là con cặp loa sạc VinBass 40 này đây. Đấy, cặp sạc VinBass 40 này giá nó khoảng 22 triệu 23 triệu trên thị trường, rất khủng luôn. Nó chính là sạc Vin V15F đấy các bác. Bát 40 2 lỗ thông hơi, thấm nước luôn, mùi gỗ ốc chó các bác. Những dòng Mỹ này thấm nước luôn. Đó, siêu đẹp, siêu khủng luôn các bác. Cặp này càng đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Đó, bắt đầu lấy cặp này em để các bác giá gọi là giá vốn. Mấy cặp sạc Vin bán hết rồi, còn cặp cuối này 20 triệu tròn các bác nhá. 20 triệu tròn giá vốn luôn các bác. Siêu khủng luôn. 20 triệu tròn cặp sạc VinBass 40 này, dòng V15F các bác. Nó một con chép Titan và một con trung 20 và một con bát 40 gần zin các bác nhá. Gần zin còn đẹp xuất sắc luôn các bác, lưu giúp em gần zin. Các bác lưu ý không phải gần thay đâu. Các bác lưu giúp em. Rất gấu luôn. To như tủ lạnh luôn các bác ạ. Đó. Và ở bên này thì đây các bác, em có thêm một cái dòng loa này nữa đây. Cái cặp loa Wolfenden 60D này, nó bị lai con bass 30, nhưng mà bass xịn các bác nha, bass xịn của Mỹ luôn. Nghe hay các bác, nghe rất hay luôn. Bác nào lấy cặp loa này em xin thanh lý các bác luôn, giá bình thường khoảng 10 mấy triệu các bác. Wolfenden 60D. Nó chép và trông zin nhưng mà bass nó lai các bác nhá. Nhưng mà đây là người Mỹ, người ta độ, bass độ các bác. Nhưng mà giá rất tốt luôn, giá 7 triệu bác nào nhanh tay. Đó các bác. Bán cặp bass Mỹ này các bác mua ở ngoài, gọi là mua trên chợ eBay nó phải tầm 4-5 triệu cặp bát này rồi các bác. Còn chung và con chép này các bác mua một cặp này nó phải tầm 2-3 triệu một cặp. Các bác em bán luôn các bác về chơi các bác nhá. Nó loa hoàn chỉnh các bác nhá. Nghe rất hay luôn, thậm chí em còn thích hơn tiếng với loa zin. Người ta độ mà, người Mỹ người ta độ, người ta không độ vớ vẩn thôi các bác. Giá 7 triệu thôi, giá gọi là giá lấy tiền vận chuyển về các bác. Bên này là có cái cặp 701 2 lỗ thông hơi mới về đi các bác. Các bác nhá. 701 2 lỗ thông hơi này bình thường nó khoảng 22,500, 24 triệu. Bao lấy để trong cái video clip này 21 triệu các bác nhá. 701 2 lỗ thông hơi. Siêu đẹp, siêu keng các bác ạ. Siêu keng, siêu đẹp, em bóc ra cho anh phát. Đó, hàng này về thì rất rất đẹp luôn. Đó. Siêu đẹp các bác nhá. Made in Canada, những dòng bốt 701 này. Nó đẹp xuất sắc luôn các bác, made in Canada các bác. Đây. Đẹp xuất sắc luôn các bác ạ, đẹp không tì vết luôn các bác nhá. Đó, quay lại cho anh phía trước này. Siêu đẹp các bác ạ. Đó, bốt 701 2 lỗ thông hơi. Siêu đẹp, siêu bóng luôn. Nó vẫn còn một chút bụi đây các bác nhá. Nó sẽ vệ sinh sạch được. 2 lỗ thông hơi. Đó các bác. Bốt 701. 21 triệu em bán rẻ như thể là các bác đi mua buồn các bác ạ. Đó. Nên là các bác có nhu cầu lấy cái gì thì nhắn tin cho em.
Ở đây thì em cũng muốn báo giá thêm một số sản phẩm nữa, nhưng mà thời lượng video nó khá là dài rồi các bác. Tiện thể báo giá luôn hai con âm ly siêu khủng của thằng âm ly Đức các bác nhá. Đây này các bác. Con này nó đánh bốn bốn con sò châu Âu, nó bốn sò sắt châu Âu, sò lớn luôn và tụ dầu rồi các bác, những con tụ dầu xuất âm rồi các bác. Siêu đỉnh luôn. Các bác, chất tiếng của nó thì toàn là tụ vàng các bác. Những cái con tụ này các bác mua linh kiện, những cặp tụ này mà anh em hay tháo ra để bán linh kiện thì các bác. Một cặp tụ này người ta bán 700-800 một cặp các bác nhé. Những con tụ Đức này các bác. Nó có lưu giúp em và rất nhiều tụ luôn các bác. Hai con tụ to này và một con tụ dầu lớn này. Nó những cái linh kiện nó từ những con trở luôn, trời đỏ các bác. Nó trời đỏ nâu các bác. Rất rất đẹp luôn các bác nhé. Siêu nặng, siêu gấu luôn, nó phải nặng tầm ngót 20 cân. Con bên này cũng thế, con bên này đánh 8 sò các bác. Và nó hai cái tụ dầu siêu to luôn các bác ạ. Đó, con này một tụ dầu, con này hai tụ dầu luôn đó, các bác. Và nó toàn là tụ Đức các bác nhá, toàn tụ Đức hết thôi các bác. Made in Germany đấy các bác ạ. Đó, Germany này các bác. Germany đấy các bác, nhìn thấy không ạ? Germany các bác nhá. Đó. Toàn Germany thôi các bác ơi. Đó, toàn hàng đỉnh luôn các bác, chất tiếng khỏi nghĩ luôn. Siêu khỏe luôn. Hai con này một con 8 sò, con này 8 sò các bác. Con này 4 sò sắt, con này 8 sò. Đó, nhưng mà em nhập về giá bằng nhau hết hai con này. Em bán các giá bằng nhau luôn và nó cùng một hãng. Một con mã nó là 504 à 540E. 7 triệu rưỡi các bác nhá. Giá siêu rẻ luôn. Trên thị trường nó đến 13 triệu các bác, có những người bán 13 triệu luôn. Con này nó là cũng 7 triệu rưỡi. Con này mã của nó đây. Âm ly đài các bác nhá. Cho anh mượn cái lưng của nó kìa, cái lưng đây, hai cái lưng của nó. Nó giống hệt nhau các bác nhá, hai con này giống hệt nhau từ cái lưng các thứ luôn. Nhưng một con 8 sò, con 4 sò. Các bác. Đó, con 4 sò này cũng giá 7 triệu 5. 4 sò sắt, con này 8 sò mô phép chân vàng các bác nhá, 8 sò chân vàng. Đó, con này 8 sò chân vàng, bác nào chọn con nào cũng được. Hai con đều khỏe như nhau cả thôi các bác ạ, nặng như nhau các bác. Thì có những bác thích sò sắt hơn, lực hơn. Có những bác sẽ thích sò than ngọt hơn các bác nhá. Sò than nhưng mà sò mô phép các bác nhá. Con âm ly này nặng khoảng độ gần 20 cân, rất rất nặng luôn các bác. Âm ly đài cho biết em các bác. Đó, con này có hai thớt đài, con này nó có một thớt. Gộp lại đây các bác, có hai cái này. Có hai cái tuner này các bác. Đó, nhìn thấy không ạ? Con này nó gộp hết vào luôn các bác. Đấy, 7 triệu 500 nghìn đồng cho con này các bác nhá. Hai con này đều 7 triệu. Bác nào lấy con sò sắt thì nhắn tin là để cho anh con âm ly Đức sò sắt. Đấy. Đấy, còn bác nào lấy con sò than thì để cho anh con âm ly Đức 3 run. Đây. Mã của nó là 3 run các bác nhá. Đó. Âm ly 3 run khó đọc lắm các bác ạ. Đa cầu điện các bác nhá, điện 220V nhưng các bác có thể chọn về điện 100 được các bác. Này. Đây, BRAUN gì đọc, khó đọc quá các bác. Đó. Thì các bác lấy sò sắt thì bảo lấy để cho anh con sò sắt. Sò than thì để cho anh con sò than. Sò than là 8 sò, sò sắt là 4 sò các bác nhé. 7 triệu 500 nghìn đồng một con. Giá rẻ, rất rất rẻ luôn các bác, lưu giúp em. Đó. Toàn linh kiện xanh đỏ, tụ Đức. Những con linh kiện này các bác nhìn trên âm ly Acufay nó mới có các bác nhé. Đó, những cái linh kiện kiểu màu như này. Acufay hay Lachman đời mới các bác, đó nó mới có. Còn nhưng mà âm ly châu Âu nó có từ cái những năm 90 này rồi, các bác lưu giữ em. Đó, những năm 90, năm 80 đã có rồi. Rất là chất, đẹp xuất sắc luôn. Đó, rất rất nặng luôn. Size của nó là size 58 các bác nhé, size to. Đấy, như vậy các bác có nhu cầu lấy sản phẩm nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em qua hai số đây. Em xin kết thúc video tại đây. Ngày mai em sẽ lên sóng rất nhiều hàng nữa. Rồi, xin chào các bác. Rất cảm ơn các bác trong thời gian gần đây ủng hộ em rất nhiều. Ngày hôm qua em lên video gần như em bán gần hết luôn. Các bác mỗi ngày cứ bán gần hết như vậy thì mỗi ngày lên khoảng 10-20 sản phẩm. Thì sẽ nhanh hết lô hàng này thôi. Hết lô hàng này thì em lại nhập lô hàng nữa về. Cứ càng ngày càng phục vụ các bác tốt thì các bác ủng hộ em càng ngày càng nhiều, thì em càng ngày càng mong muốn phục vụ tốt hơn các bác. Và bây giờ xin kết thúc video đây. Xin kính chào các bác. Hẹn các bác những video sau. Xin chào các bác.